Chưa có dấu hiệu cho thấy cơn bão số 10 với tên gọi quốc tế là Dusuki ấp vào vùng Bắc Bộ tại Việt Nam sẽ suy yếu. Dự báo trong 36 giờ tới, cơn bão này sẽ đổ bộ vào các tỉnh từ Nam Định đến Quảng Bình. Truyền thông Việt Nam dẫn phúc trình từ ông Hoàng Đức Cường là giám đốc trung tâm dự báo khí tượng Thủy Văn Trung ương cho biết, cơn bão Dusuki đang ở cuối cấp 8, đầu cấp 9 và giật cấp 11. Dự báo khi đi vào Vịnh Bắc Bộ, bão sẽ có sức gió mạnh cấp 12, giật cấp 15. Nói với báo Thanh niên, ông Đức Cường, dự báo trọng tâm cơn bão sẽ tại Nghệ An và Hà Tĩnh. Ngoài ra, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp là ông Nguyễn Xuân Cường yêu cầu các tỉnh từ Quảng Ninh đến Khánh Hòa ban hành lệnh cấm ra biển và xem xét khả năng cho học sinh nghỉ học bắt đầu từ ngày 14 tháng 9.